lắm á. Không dám đặt hàng mới. Bây giờ mua tới đâu bán cái đó, mắc yeah. bán mắc, rẻ bán rẻ. Dạ. Chứ mà không khéo đồ mình nó động lại là lỗ chết. Sợ động vốn đúng không? Đừng là ngày nào. Hàng nó chậm nó sẽ bị súng màu. À. Mình phải bị bán, mình bị ảnh hưởng. Vâng. Nên thôi giờ tốt nhất là tới đâu hay tới đó. À. Mua mắc bán mắc hay rẻ. Nghĩa là không có chữ hàng nữa. Tại vì cấp năm nay là thấy ai cũng người ta cũng nói chung là khó khăn nữa à. Thì mình cũng vậy nên tiết kiệm chi tiêu đúng không cô? Vâng. Giảm nhiều lắm cơ. Dạ. À, thưa các cô bác anh chị, cái hướng di chuyển phía trước mặt đó thì chúng ta sẽ đi về khúc ngã ba của đường Bà Hạt cắt với đường Nguyễn Kim. Cái khu đó thì người ta bán những các cái đồ điện để điện tử. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quay để đi vô trong chợ nhé. Mình giữ xe xong cái thì giờ sẽ đi vô trong chợ. Thì trước tiên là mình sẽ đi ở cái phía rìa bên ngoài để cô bác anh chị chúng ta tiện theo dõi. Đây thì bên hông của chợ đó các bạn là có những cái sạp các cô ấy bán đồ khô này. Chỉ cần che những các cái chiếc dù lên là có thể buôn bán được. Bán trao, bán đồ khô, rồi cá. Rồi chúng ta sẽ từ từ đi vô trong nhé các bạn. Ở phía bên tay phải đó các bạn thấy có những cái người đang ngồi chồm hổm, ngồi trên những cái chiếc ghế nhựa, sau đó rồi mổ cá, mổ gà các thứ bán cho khách. Chợ sáng nay thì mình đến cũng thấy không có đông, mặc dù là ngày cuối tuần chủ nhật. Gần như bây giờ trong chợ bán cái gì thì ở ngoài có cái đó. Và ngoài đó thì không có phải gửi xe. Tôm, cá, rồi gà. Đang nói là cá đó là ngon, nó chỉ có xương giữa chứ không có xương dăm. Nhưng mà khách thì đi cũng lựa chọn cũng đắn đo lắm các bạn, không phải là khách mua ngay. Gần đây hôm nay mình mới đọc được một cái bài báo ở trên báo Thanh Niên đó. Thì nhiều công nhân nói rằng là họ chỉ mong là có để ăn, có cái gì đó để ăn, ăn cho no bụng, chứ bây giờ họ cũng không dám là ăn ngon. Nhiều khi có cơm thì ăn cơm, còn có mì thì ăn mì, chứ cũng không dám đòi hỏi hoặc là kén cá chọn canh như trước. Hai vợ chồng thì vợ làm công nhân thì lúc này không có được tăng ca, còn chồng thì đi làm shipper. Đây các bạn nhìn trái cây thì cũng rất nhiều loại này. Ổi 20.000 một ký này, táo cũng 20.000 này, thanh long là 18.000 này, hồng là 30 này, quýt là 35.000 này, cóc chín là 25.000 này, rồi hồng giòn là 30 này, rồi mận là 45.000, 55.000, xoài 30, nguyên cả một cái dãy trái cây rất là dài cũng không có người mua nhé. 35.000, quýt 25, 50. Đây ra coi mấy người bán rau này. Củ sen này, khổ qua, đậu bắp, cải bó xôi, mướp, rau càng cua,
bí ngô. Trời này giờ xem mấy giờ, gần 11 giờ rồi mà rau còn nhiều quá trời này. Đây em này trước rồi lấy chồng Việt Kiều đấy. Rồi các loại bánh. Dạ. Khoai lang. Đây. Đây, quay một lượt cho các bạn coi từ đây ra tới ngoài. Cũng thỉnh thoảng thì cũng có thấy có người đi chợ nhé. Đây các bạn nhìn này, giờ này mà rau củ quả hàng hóa vẫn còn rất là nhiều, những các cái rổ đầy ắp luôn. Rau nếu bán không được buổi sáng thì để đến chiều, nhưng mà để đến ngày mai thì chắc chắn là nó sẽ bị hư, nó không có còn ngon và tươi như ngày hôm nay. Trái cây này các bạn, đu đủ, chuối, cam, quýt, xoài. Không có ai hỏi luôn nhé, ngồi chơi. Ở đây tôm tích. Tôm tích này ngon quá. Tôm tích nhiêu tiền ký này anh trai? 500. Bán lấy bỏ mẹ luôn. Tích này có trứng không ha? Hôm ra Vũng Tàu mua nhỏ hơn này như 550. Mà nó loại có trứng nhé. Có trứng 600 đúng. Con này thật. Vâng. Mà về được đến đây này tươi quá trời luôn. Tôm tích bự quá luôn rồi các bạn này. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Đây bên ngoài này thì bà con cô bác người ta bán bún, bán rau củ quả. Những cái mặt hàng như là bún, rau củ quả, trứng. Thì những cái loại này nó gần như là cái thức ăn hàng ngày. Ngày nào cũng phải mua rau củ quả các thứ để ăn, nấu canh. Còn lúc này cam thì 1 ký 13, 5 ký 55 ngàn cam vườn. Ở bên này các bạn này, mấy cái xe bán trái cây, cam rồi xoài, măng cụt, tỏi. Chúng ta sẽ đi dần vào trong nhé. Chợ cũng gần Tết rồi, buôn bán thì cũng theo như các bạn thì như vậy có đông hay không thì Tuấn Dương xin nhường lời cho quý cô chú anh chị. Đấy. Trái cây ngon quá trời, quýt này, mãng cầu này, dưa lê hoàng kim. Ở ngay cả bên ngoài có những cái người bán đũa, bán mấy cái đồ như là tre, như là đũa này, cái gãy lưng này, cái muỗng này, rồi mấy cái chén bằng dừa, cái chày, cái cối, đó. Gáo dừa. Ở đây mấy cái thảm này, thau inox. Đây, mấy đồ dụng cụ nhà bếp này. Dạ, 25 ngàn. Cái trọ nó 20. Coi cái giải đâu đẹp, đẹp ơi là đẹp. Dụng cụ nhà bếp. Đó, mọi người trả giá 25 ngàn. Tết ngày tốt ngày xấu vậy. Cái này là cái gì? Dạ, cái đó còn cái chảo.
đây bán cả lịch cho năm mới này. Rồi lịch bàn son inox bếp điện. Lịch năm mới các bạn có chữ lộc, chữ phúc, chữ thọ. Đây, mấy bà đi sắm đồ Tết rồi. Đấy, các bà dẫn các cháu đi chợ sắm đồ Tết ạ. Đấy, bên ngoài cổng chợ đó thì các bạn thấy cũng có những người khó khăn họ ngồi xin tiền ăn xin ở phía trước cổng chợ. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Đây ngay ở trước cổng chợ này các bạn này cũng có những người ta cho thuê sạp, không có buôn bán kinh doanh. Còn cái dãy này đó thì là cái dãy chuyên bán vàng. Rồi trước khi đi vô trong thì quay một lượt phía bên ngoài này. Đây các hàng bán vải này, rồi bán vàng. Bán đồ xi măng, rất nhiều các loại vải, vải nam nữ thời trang, rồi các tiệm vàng, vàng trang sức, rồi thường là trước cổng chợ các bạn là tập trung rất nhiều những cái tiệm vàng nữ trang. Bà con cô bác khi mà buôn bán có tiền xong á, ra sắm vàng, đổi từ cái nhỏ lên cái lớn. Đây có tiệm bánh này, rất nhiều các loại bánh này. Bánh da lợn này, bánh các loại bánh dân gian, bánh bò, rồi bánh bao, bánh gì ta, bánh su xê, đây có bánh su xê, bánh khảo, rất nhiều các loại bánh này, bánh rán, rồi ai cần thì tới đây mua bánh, bánh su thê, bánh khảo, bánh dày, rồi đây vẫn có những cái bác đạp xích lô, thích gì đây, 482A. Rồi cũng có những cái tiệm vàng các bạn nhìn, người ta cũng đã trang trí Noel, hình một ông già Noel cầm cái kèn để thổi tới thổi lui. Đây là những cái tiệm vàng nhé các bạn, tiệm vàng ở trên đường Bà Hạp. Rồi khi mà bán buôn bán ế ẩm đó là các cô ấy vừa bán hàng vừa nấu cơm, để cái bếp lò rồi cái thau bánh ở phía bên ngoài. Rồi bán thêm để kiếm thêm thu nhập. Đấy, hàng hóa thì cũng rất là sơ sài, không có bày hết lên. Rồi khu bên trong này bán vải tiếp này. Cô chú nhìn từ đầu chợ tới cuối chợ thì cũng rất ít người đi chợ nhé. Anh đó đi quay phim. Dạ. Anh đó đi quay phim. Đây các bạn nhìn chỗ này thì không chưa thấy ai đi cả. Chắc là lát nữa mọi người ăn cơm no xong mới đi chợ để mua đồ. Đường trống trơn, nhìn từ đầu này tới đầu kia.
rất là yên tĩnh. Đây, từ đầy nào đầu này tới đầu kia các bạn nhìn này, giờ có một khách đi rồi. Đó, chợ gần Tết. Rồi, như cố đi ngang qua chứ không phải là đi để mua sắm. Đi tới lại đi lui. À, thấy cái gì đẹp thì coi là cũng sẽ coi để mua đồ bộ. À, tiếp theo khu này. Đây các bạn nhìn từ đầu đây tới khúc bán trái cây. Hàng hóa cũng rất nhiều. Chào cô. Dạ. Cô bán giày dép không cô? Vắng này thì mình khuyến mại cho nó đông này. Đây, giày dép các loại này các bạn này, có mua sắm cho các thành viên trong gia đình thì có dép giày dép công chúa, giày thể thao, dép da. Rồi bạn cô bán cả dép nhựa, giày Gucci, Chanel. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhé. Dạ con đi. Thỉnh thoảng có các bé qua đây đi ra chợ chơi với người lớn. Rồi hiện nay mà họ không có buôn bán kinh doanh thì có biển sang sạp hoặc cho thuê. Rồi, tới đây là các cái khu bán trái cây rồi bán dừa, mứt dừa, chuối, cơm dừa. Ở đây sạp cô Thúy này. Sáng chủ nhật mà rảnh đấy cô, sáng chủ nhật mà rảnh. Rồi mấy đồ Tết cô chuẩn bị gì thêm không? Không dám á? Không dám đặt hàng mới. Bây giờ mua tới đâu bán cái đó, mắc rẻ bán rẻ. Dạ. Chứ mà không khéo đồ mình nó đặt lại là lỗ chết. Sợ động vốn đúng không? Đừng là ngày nào. Hàng nó chậm nó sẽ bị súng màu. À. Mình đã bị bán, mình bị ảnh hưởng. Vâng. Nên thôi giờ tốt nhất là tới đâu hay tới đó. À. Mắc bán mắc hay rẻ đó. Nghĩa là không có chữ hàng nữa. Vì cách năm nay là thấy ai cũng người ta cũng nói chung là khó khăn nữa. À. Nhưng mà mình cũng vậy. Tiết kiệm chi tiêu đúng không cô? Vâng. Đúng rồi, giảm nhiều lắm cơ. Dạ. À, thì cũng nhờ cái thông điệp của em mà nhiều cô anh chị bên bển biết thì rất nhiều. À. Rồi có người đặt mua chưa? Có rất nhiều. À. Giờ là chị nhờ mấy cô mấy chị bận á. Dạ. Về là cái chị gửi qua. Vâng. Về chị cũng được 5-6 cô. À, thôi thế cũng đỡ, đỡ đi phần nào. Không có, mệt lắm đâu. Thôi sẵn tiện đang không có khách, cô giới thiệu một vài những cái mặt hàng ở đây đi cho bà con cô bác biết, với lại những cái mặt hàng mà mọi người hay mua. Năm nay mua để mang đi. Năm nay thì nói chung là tôm mực. Thì mực thì giá cao, tôm thì nó xuống giá. Tôm là xuống giá. Tôm là xuống giá, mực thì không có hàng, mực thì lên. À. Mực lên có thể 100.000 ký luôn. À. Lên mực là mực khô á. Mực khô này mực khô nó lên giá. Còn tôm thì nó hạ giá, tôm thì bây giờ xuất khẩu không được mà bạn hàng không có lấy nhiều. Vâng. Nên nó lái nó xuống, lái nó xuống nhiều lắm. Tại vì không ai dám mua vô hàng nữa. À. Cũng mấy mặt hàng khơi hôm nay thì nó có những cái món đồ
Tết năm nay thì không có ăn mứt gì, không có mua mứt. À, bây giờ là người ta mua những cái hạt này mà còn sấy mua ớt này thì dễ ăn hơn. Đúng rồi. Không có ngọt. Đúng cái rồi. Cái này nó không có ngọt. Cái mãng cầu sấy muối ớt. Cầu me nè, me sấy đâu nè kinh. Vâng. Không có ngọt như lúc trước. Đây là cá sặc này có lên giá không? Không. Lên. Nói chung là tôm cá không lên, chỉ là mực là lên giá này. Cá này là bây giờ nhiêu tiền đấy cô? Cũng 380. 380 loại lạt à? Một lạt 1 kg 7 con. À 1 kg 7 con. Khô luôn nha, chứ không phải ướt ướt nha. À. Con cá nó khô rồi. Vậy. Khô mà nó trong vắt con cá. Con cá này là lạt lạt mặt hay là à loại lạt đúng không? Loại lạt nó rẻ tiền à, nó mắc tiền hơn đúng không? Rồi cô cân là cá khô này nhưng mà là loại lạt thì nó sẽ ngon hơn và nó mắc tiền hơn cái loại mặn ạ. Đây cô còn bán những cái bì, cái đó là bao tiền 100 gram? 16.000. Dạ, 16.000. Này 50 luôn. À, cho thính rồi đấy ạ. Về mình chỉ làm nước mắm ăn thôi. Về làm nước mắm ăn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi một vài những cái mặt hàng như là me sấy cũng có này. Cô bác nào cần gửi hàng đi á. Dạ. Ở đây em cũng chuyển hàng luôn. Dạ. Chuyển hàng cho khách luôn. Chuyển thôi, trả tiền cho khách trước đi. Chuyển một cái là mình nói chung là có 4-5 ngày là tới. Dạ. Tổng dài là cô Tươi mua giùm bạn 3 lần. À, chuyển là chuyển đi nước nào? Mỹ, nói chung là các nước luôn. Dạ. Nước nào cũng chuyển hết. Vâng. Nhưng mà giá thành rất là nới. Vâng. Gửi rất là rẻ. Dạ. Ví dụ 10 ký á là nó chỉ có 3,7 triệu, 3,6 triệu tùy theo thời điểm. Vâng. 10 ký. Còn nếu mà 11 ký, 12 ký, bữa hổm làm hình gửi cái nó nhích lên chút xíu. Vâng. Trung bình là 1 ký là 360-380. Vâng. Nó lên xuống. Thế giờ mẹ có bò lên. Đây để quay cái số điện thoại của cô Thúy cho các bạn coi nhé. Số là 0908138463. Thì ở đây ấy, là cô ấy có rất nhiều các cái mặt hàng như là tôm này, rồi mực này, xúc xích, lạp xưởng, rồi hình như mình bán đây cả hạt điều nữa đúng không? Hạt điều. Cô giới thiệu đi cho bà con ta biết, ví dụ người ta mua cái này người ta còn hỏi cái kia. Có củ hủ dừa nữa. Đâu ạ? Củ hủ dừa này là... Mình chỉ ngâm nước rồi mình trộn gỏi. Cái này là bao nhiêu tiền một cái... Cái đó là nửa ký, 400. 400 ngàn nửa ký, củ hủ dừa sấy khô này. Rồi cái mãng cầu kia là bán nào nãy cô nói sao nhỉ? Mãng cầu 400 một ký. Cái này là một gói vậy là 200 ngàn. 200 ngàn. 500 gram đúng không? 500 gram, mãng cầu không hạt. Mãng cầu không có hạt, tức là trong này họ đã bỏ hạt ra rồi. Mãng cầu muối ớt. Cái món này ăn cũng được này các bạn này. Rồi cái đây còn có cả cái món là xoài sấy dẻo này. Cái này của Việt Nam hay là của Trung Quốc ấy? Cái này không, cái này là của thằng Thái. Thái Lan. Cũng me Thái luôn. Me cũng me Thái luôn. Xoài Thái, me Thái. Rồi hạt điều kia. Hạt điều bán nào cô? Hạt điều. Cái này là nửa ký. Đây hạt điều được 170 này. Hạt điều rang muối 38 Bình Dương nhá. Dạ. Đấy rồi cô còn bán cả măng khô. Măng đủ đấy. Cái măng măng kia, măng lưỡi lợn à? Măng lưỡi lợn, măng đọt. Cô lấy thử cái măng lưỡi lợn đi ạ. Lem, đứng lên lấy cái măng lưỡi lợn. Người ta cũng, nhiều người họ cũng hay hỏi cái măng lưỡi lợn mua trong cái dịp Tết ấy. Cái đó là mình bán theo ký hay sao cô? Ký. Đây là măng lưỡi lợn này, tốt, ngon lắm. Cái này dày quá à. Măng này là nhiều tiền một ký này cô Thúy? 450 ngàn một ký, măng này măng lưỡi lợn, măng ngoài Bắc đây nha các bạn. Đúng rồi. Nó vô cùng lắm, có khi 450, khi 500. Nó lên xuống, lên xuống. Nó nhất định. Vậy bây giờ do mình không có dám ôm hàng nên là mình lấy tới đâu bán tới đó đúng không cô? Đúng rồi. Mua mắc tăng mắc, mua rẻ bán rẻ. Như vậy là dạng như là cứ đi chợ mà châm hàng theo tuần ấy, chứ không có dám ôm. Ngày xưa là các tiểu thương là... Ngày xưa là tháng này bắt đầu là đặt xưởng,
chị đặt lạp xưởng của công ty Vích Săn có, của Sóc Trăng có mà giờ không dám đặt. Còn giá năm nay lạp xưởng thì có đã tăng chưa ở cô? Không, lạp xưởng cũng vậy, cũng 250 ký. Vích Săn thì 200 một ký cũng có lên. Vâng. Giá bình thường. Giá vẫn vậy. Ở đây còn có mấy cái loại bánh này cũng ngon này. Cái bánh này mọi người cũng hay mua này các bạn này. Cái bánh phồng tôm Sáu Nghiêm của Sóc Trăng. Cái đặc điểm là cái bánh phồng tôm này nó rất là dày nha các bạn. Mình ăn nó thơm tôm lắm. Nó đã lắm. Cái lượng tôm nó nhiều. Mình cũng mua bánh phồng tôm, nhưng bánh phồng tôm ngoài Bắc ấy thì nó không ngon bằng. Nó mỏng lắm và chiên lên ấy thì nó hay bị cháy. Còn gửi hàng thì là nước nào là, ý là đi được bao nhiêu nước cô? Những nước nào mà cô thường gửi ấy? Châu Âu cũng gửi được, mà Úc, Mỹ, Canada gì gửi được hết. Vâng. Nói chung là cái chỗ mà cô gửi hàng á là người ta nhận hết các nước. Có đảm bảo không? Ý là có đảm bảo tới nơi không? 100%. Châu Âu thì nó 12 tuần lễ. Dạ. Còn mà Úc, Mỹ đâu đó thì nó chỉ có một tuần. Từ 1 tuần đến 5 ngày. Về nơi thì cô Thúy cô có hai số nhé. Địa chỉ là 134B Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 10. Số điện thoại là 0908 138 463. Còn số thứ hai là 0902 799 356 là số của con trai cô. Thì cô Thúy lúc nào cũng bắt máy, thì cô bác có mua những các cái đồ như là mực một nắng, bánh phồng tôm, bánh pía, lạp xưởng, bánh tráng, hạt điều, da bì, mỡ nước, tùm lum gì đó thì cứ liên lạc với cô Thúy nhé. Đừng gọi Tuấn Dương, nhiều khi Tuấn Dương lại nếu mà gọi Tuấn Dương thì Tuấn Dương lại phải nhắn cái số của cô Thúy qua. Thì cô bác cứ coi kỹ cái video clip này. Ở đây thì cái sạp của cô là mình đi từ cổng chính đường Nguyễn Lâm ấy, là chỗ kỳ đài Quang Trung ấy, đi vô là cỡ khoảng 30 mét. Dạ rồi, cảm ơn cô Thúy nha. Dạ dạ, con đi. Dạ. Đây rồi, mấy gian hàng mắm này. Rồi. Ở đây thì ngoài sạp của cô Thúy còn có cả dâu nào cô? Đây, trái cây Việt Nam này, ổi ổi này, dâu này, rồi nhãn này, vú sữa, đu đủ. Của cô cái nho này là bán như nào cô? Hiện giờ là 130 ký. 130 là có... Cái này là giống của Mỹ, Việt Nam trồng Bình Thuận á. Là ngọt cái gì cô? Ngọt, ăn hơi ăn đi. Không không, con hỏi thăm đi. Nhưng mà cái này cô đóng, cô bán sao ta? Ý là đóng gói hay là như nào ta? Bỏ vô bịch cột lại thôi, còn ai có hộp muốn lấy hộp rồi bỏ vô hộp vậy thôi. Hộp là nó như nào cô? Hộp này những cái... Nhưng mà có hộp mà nửa ký không? Có luôn. Nếu mà cô cho vào cái hộp nửa ký đấy thì cô bán như thế nào? Hiện giờ chứ mình canh 130 ký, canh nhiêu tính tiền nhiêu, còn hộp là tặng cho em. Hộp tặng. Ăn thử trái. Không không, con không ăn. Cái này có ngọt không? Để cái này hỏi thăm là có một cô bên Mỹ, cô muốn mua là 100 ký để tặng cho các cháu Bệnh viện Nhi Đồng 2 ấy. Nhưng mà mỗi một hộp là nửa ký. Cũng ngọt đấy các bạn. Đây là nho này, nho không hạt. Rồi, nó nghe nè. Nho đỏ. Nếu em mua em tặng đúng không? Vâng. Rồi, cái này là tôi mua 101. Dạ. Tôi bán 130. Nhưng mà em mua thì tôi sẽ lấy 101 thôi. Vâng. Tại vì ví dụ giờ em cũng tặng mà giờ tôi đâu có tiền thì tôi lấy cái công tôi tặng cho em. Vâng. Là cho em thôi. Vậy là nếu mà 100 ký là 11 triệu. Vâng. Đó. Mà cô có hỗ trợ giao không? Còn ví dụ như cho ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỗ đường Nguyễn Du, cổng số 4 Nguyễn Du. Có xe đâu, em chạy tới đó. Dạ. Thì nếu mà liên lạc số điện thoại nào thưa cô? Đây. Đây số, dạ thưa cô tên gì ạ? Nhau. Không. Cô Nhau Trái Cây. Số điện thoại là 093 658 3316. Thì cô Mai ở San Diego có coi được clip thì cô cứ tham khảo nhé. Ở đây thì cô bán, nếu mà cô bán ra là 130, mà nếu mà mình lấy 100 ký, cô sẽ cho vào cái hộp nửa ký. Nửa ký. Cỡ cứ canh khoảng nửa ký một cái và... Canh đúng nửa ký thôi. Và sẽ hỗ trợ giao ở Bệnh viện Nhi Đồng. Thì mình trả cái tiền xe ôm đấy cho cô. Thì sẽ giao. Và báo trước bao lâu thì được cô?
ví dụ nó nghe nè, em có quên số điện thoại này đi, ví dạ. dụ gì đi, vâng. gọi cho cô Thúy bên đây, vâng. Vậy thôi. Không, ý là báo trước bao lâu thì ví dụ hôm nay ngày mai lấy hôm nay vậy, tức là phải báo trước một ngày đúng không cô? Trước một ngày mới mua được chứ mới dặn về được. Vâng. Còn cái nho này có mắc hơn cô? Nho này chắc mắc hơn đúng không? Không, nho nó không ngon. Giờ thấy nó đẹp hơn mà ăn nó không có bằng. À, chứ cái này ăn ngon hơn à? Ngon hơn. Cái này là giống Mỹ mà trồng tại Việt Nam. Trồng Bình Thuận đó. À, trồng Bình Thuận. Đây thì thôi. Em ăn thấy giòn ngọt không? Đúng rồi, cái này giòn ngọt. Hàng Việt Nam. Người Việt Nam xài hàng Việt Nam đi các bạn ơi. Của Trung Quốc nữa có 50 kg mà thôi. Thôi, có bán không, cái đó. Cho cái nó ngon ngon một xíu. Vâng. Rồi cảm ơn cô nhá. Rồi cảm ơn cậu dạ, luôn. Đây còn mấy món đợi. Khác này. Muối ớt này. Rồi xoài mận. Mấy cái món cô đã gọt sẵn rồi. Nhiều đồ đó. Rền rang dạ đó. Nhưng mà không đi sớm quá các cô chưa bán được, mở hàng nhiều khi các cô lại mắng không dám. Dạ 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 mà. Rồi đây sạp của chị Thơ nhé. Đây đồ khô rồi cho em. Đây khách Đài Loan các thứ cũng lại mua đồ này. Khô cá dứa mới hả chị Thơ? Dạ, cá dứa mới. Khô cá dứa này các bạn này. Cái này là nhiêu tiền một ký đó chị? 500 ngàn nha các bạn. Cái này chắc là chị đang. Vâng, khô thì bảo quản khô thì để được lâu hơn đúng không? Đây chị ép chân không cho khách à? Đây chị sắp ra thành miếng rồi nhá. Sau đó rồi bỏ vào túi rồi ép chân không. Cái khô cá dứa này có mặn không chị? Nó hơi mặn mặn. Dạ. Để nó giữ cái thịt kia nó không có bị dầm. Này. À, khô cá dứa sạp Thơ chợ Nguyễn Tri Phương. Đây chị sẽ ép chân không. Cái này là mình bỏ vào xong mình hút hết không khí phía bên trong đi các bạn ạ. Đó là khi mình để đồ thì nó không có bị ảnh hưởng tới những các cái hành lý khác, nếu mà chúng ta để hành lý ký gửi nó cũng không có gây mùi cho quần áo. Thường người ta sẽ làm khoảng hai lớp bao bì. Ừ, à, nguyên con. Em thử bưng cái bê cái con đấy lên. Cầm cái đuôi lên. Wow, đây chờ. Nâng cao lên em. Wow. Trời ơi, quay ngược lại. Wow, con này đến 2 ký không? 2 ký rưỡi rồi á? À. Rồi. Trời ơi. Khô cá dứa. Cá dứa. 1 ký rưỡi con này. Đây sau khi mà hút cái lớp ngoài cái ruột xong các bạn là cho vào cái vỏ hút một lượt nữa nhé. Nên là nó không sợ nó bị rách cái túi. Vâng, cho nó chắc cú. Mình đi xa hoàn toàn yên tâm. Nó không có bị mùi ra đồ đạc hành lý của mình. Cho anh mượn đây này, cho anh mượn. Đây các bạn nhìn này. Ừ. Sau khi hút vào là gần như không còn không khí ở phía bên trong nữa nha các bạn. Ở đây thì trên bao bì có ghi cả tiếng Việt và tiếng Anh. Để nếu mà gì qua hải quan mà ai muốn nhìn đó thì người ta cũng biết có trình bày tiếng nước ngoài luôn nha các bạn. Rồi cho anh gửi. Cảm ơn chị nhé. Dạ. Yeah. Cá sặc rô mùa. Ăn tốt nó vừa ngon. Vâng. Ô cá sặc.
bánh phồng tôm Sóc Trăng. Loại đó là nhiêu tiền một ký chị? Đây là 230 một hộp. Liễu chân nửa ký 230. Và giá từ 200 đến 230. Loại vậy là loại mắc tiền hơn là nó nhiều tôm hay sao hả chị? Nhiều tôm hơn. Dạ. Nó bao nhiêu phần trăm bột, bao nhiêu phần trăm tôm? Dạ. Đây cái này. Wow. Quá ngon. Trời ơi, sao tôm nay bự quá trời thế này ha. Này nó đang vô mùa, cái tôm này ngon quá. Và mà cái giá nó cũng vừa. Và loại này loại 1 chưa chị? Loại 1 rồi đó em. 1,5 triệu một ký. À, 1,5 triệu một ký, trời ơi, nó to như ngón tay cái luôn này các bạn ơi. Sắc mà nó khô. Và khô dẻo nha, chứ không có ký. Thường người ta mua để ăn gì ạ? Ăn gì, tôm khô củ kiệu thì thường họ mua loại nào thế chị? Tôm khô củ kiệu thì người ta mua nhỏ hơn một xíu. Vâng. Cái đất sống lột tay. À. Đó. Đất sống lột tay này. Đất sống lột tay thì nó lớn hơn, nay nó lớn. Dạ. 2,3 triệu một ký. 2,3 triệu, dạ. Đây, cũng có nhiều loại giá nhá. Các bạn có thể mua giá rẻ hơn cũng có. 900, 850 đều có cả. Khô cá khoai hả chị hay sao? À, khô cá bóng. Khô cá bóng. Cá thiều. Cá bóng. À, để cho lấy chị coi nha. Này, cá bóng là loại ngon này. Chị xíu 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 cho ăn các mình đang đưa ra cho chị. Dạ, anh đưa. Rồi, đây rồi. 350 ngàn một ký. Dạ, 400. Dạ, cái này ăn thử được không chị? Được. Nó chín chưa? Chín rồi. À. Vậy em bảo đảm thì em bỏ vô là nướng 1 phút rồi. Cho nó thơm. Cái này còn ngon hơn nữa nè, cái này là khô cá thiều. À, khô cá thiều. Đúng rồi. Về nướng sơ là. À. Cái này vậy là họ làm chín rồi đúng không? Chín rồi. Đây, em ăn cái này ngon hơn. Vâng. Đây cái này là khô cá thiều. Ủa vậy sao cái này nó dày hơn đấy chị? Cái này nó kén mỏng. Cái này nó kén giống như là hơi chậm chậm để cho mình nhai nó mềm mại. À. Các cá bóng thì nó cứng hơn. Vậy. Heo lấy chị cá thiều. Lấy em ha. Một ký này nhưng mà cân gói nửa ký nha. Dạ rồi. Ký nửa ký cá khô này luôn. Ký rưỡi. Con làm cho chị Quý cho mẹ nha. Vậy là trong này các bạn là có tiêu này, có muối ớt này. Đúng rồi, có tiêu, có ớt. Tiêu, có ớt, ăn nó hơi cay cay mà nó thơm. Là gia vị là họ đã ướp sẵn rồi nha các bạn. Vậy về cái này cho lò nướng, muốn thì cho lò nướng hả chị? 1-2 giây thôi. À, gọi là chỉ để cho nó nóng thôi đúng không? Cái này nó ngọt, nó đậm đà. Vâng, gia vị ướp vừa đủ, nó vừa mặn mặn, ngọt ngọt. Đó, đây là nửa cân nè chị, làm 2 cái cho chị. Khách mua thì đều được hút chân không. Ở đây mấy cô mua lạp xưởng nữa này. Nửa ký mà 2 gói. Đây còn là đây là cái gì em? Nem bì. Nem bì. Giờ có cho thính không? Dạ có, mà cái chị này thì lại không xài thính. À. Bì là da heo đấy đúng không? Đúng rồi, đây trộn rồi nè. À đây các bạn này. Trộn rồi. Ờ à, đó. Chưa à. Có thịt nạc heo này. Về là mình ăn liền. Cái đấy ăn cơm tấm sườn bì đấy đúng không? Đúng rồi, cơm tấm sườn bì là cái này. Vâng. Ở Việt Nam các bạn thấy là đồ ăn rất là hấp dẫn nha. Chiếu là nước ngoài. Dạ vâng. Đặc sản của mình là bì thật. Đủ các món ăn chơi luôn. Cái này hòa với nước mắm ớt, tỏi ớt ngon ngon là ăn tuyệt vời. Đúng rồi, nước mắm tỏi ớt. Em thử cái này nghe. Dạ, thử đi chị, cá cơm kho. Rồi ăn thử thoải mái, ăn no bụng luôn. Chiên giòn phải không? Dạ, cá cơm kho, còn cái thì chiên giòn. Cơm kho với mực tẩm.
mực tẩm gia vị ăn liền. À, cái này mọi người cũng thích mua mang đi này các bạn này, mực tẩm này khoảng 950.000 một ký. Đây sạp của cô bán cũng khá đông khách, có lẽ là uy tín lâu năm rồi. Thưa cô mua sạp thơ này được bao lâu rồi? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Đây bà bán ngon lâu rồi. À bà bán đây ngon. Đây có bà sạp mà chỉ bán được chất lượng. Dạ dạ. Vậy là chỗ nào là uy tín thì cũng vẫn có khách quen đúng không cô? Uy tín. Bây giờ buôn bán khó khăn lắm chú ơi, thành ra phải uy tín làm đầu ấy. À. Cân thì không được cân dư đúng không? Mà chỉ phải cân đủ thôi. Vậy thưa cô là cô múa này để xài nhà hay là chuẩn bị Tết? Cho cháu nó gửi đi nước ngoài. À, gửi đi nước ngoài. Giá cả đây thì cô cảm thấy chợ mình bán có mắc hơn các chợ khác không thưa cô? Không mắc lắm. Dạ. Mà an tâm về chất lượng đúng không? Dạ. Rồi con cảm ơn. Thôi đi để cho chị Thơ bán hàng chứ trời thấy khách chờ đông quá. Dạ rồi chào chị. Đây cô bác có thể ghé là sạp 176B nhá. Chị chuyên bán sỉ và lẻ. Đó. Rồi thôi mình đi qua mấy cái sạp khác. Đây bán thịt heo này. Rồi. Đây chắc qua đây mua xem bà có chè, mua chè. Chè được bánh. Sao bà? Ồ. Gỏi cuốn chay trông người đẹp. Ủa cái này cái gì á? Đu đủ à chị? Gỏi đu đủ. À khô bò đu đủ. Bà sắp chuẩn bị nhiều đồ Tết chưa bà? Dạ vâng. Con nay con dậy trễ đi trễ. À, cho con nào, hai một gói này gói với cái gói gói này với gói này đi ạ. Cho con hai gói đấy. Vâng. Đồ Tết qua Noel mới làm. Đây này các bạn này, bà làm mấy cái kẹo này này, ô mai me này. Kẹo này kẹo gì bà? Kẹo mãng cầu này. Mãng cầu sấy. Rồi, các loại bánh kẹo cái này là gì đấy bà? Me á? Me trái này. Cái là ăn chay. À mấy thứ đồ ăn chay. À lúa mạch với gạo lứt. Dạ. Đó, chè hôm nay thì bà bán cũng gần hết rồi, còn bán xôi này, cơm rượu này. Rồi ra sớm thì sẽ có nhiều hơn. Rồi con chào bà nhá, con đi. Dạ. Đây mời các bạn đi tiếp khu bán đồ ăn này. Bánh xèo gỏi cuốn. Mọi người đang chờ để mua đó các bạn. Đi chợ thì mua đồ rồi mua đồ ăn luôn. Dạ, con mới ăn không? Giới thiệu cho cô bác biết đi ạ. Ở đây cũng có bún mắm nha các bạn. Các gian hàng bán bún mắm. Rồi bên kia là bánh canh bột lọc. Đó, tới đây mùi bún mắm thơm phức luôn. À, thịt nướng. Thơm quá. Rồi tôm khô. Cá mực. Đây các cô bán đồ Tết này các bạn này. Đồ khô. Các loại bánh mứt kẹo chuẩn bị ngày Tết. Rồi đây bán cả gì đây? Bánh bao. Bánh mì. Trà bông. Nhiều loại. Nhiều món. À, quần áo. Có lẽ chỉ có mỗi cái khu bán quần áo thì hơi vắng thôi. Bán
Dạ. Mà làm nhỏ theo nữa. Mít. À, một số sạp đã bắt đầu dọn về rồi nhé các bạn. Đây đây còn cái số đây đưa 669. Có bán khăn ký, keo dán chuột. Khu này là các khu bán đồ thực phẩm ở trong chợ. Dưa cà, mắm muối. Ra phía bên này thì cũng bán, đây thôi đi lối này đi. Cá áo khoác chỉ có 50.000 một chiếc này. Áo khoác chỉ có 50.000 một chiếc nhé. Mặc rất đẹp luôn, rất ưng. Như là may luôn đấy. Xe nào? Xe ngoài kia. Cả hôm trước mới mua lần gì? Trước có mua rồi. Vậy à? Đây này, thôi đây mua rồi. Có mua mà. Vậy à? Rồi. Bán đắt không mấy anh chị? Liên hoan à? À, ăn trưa ngoài chợ luôn rồi, sắp hết hàng còn gì. Cá các bạn này, đây gần giống như chợ cá ngoài Vũng Tàu nhé, các loại cá cá chim rồi cá gì ta, con cá dài dài. Dạ chào cô. Ủa con cá dài dài là cá gì ấy cô? Dạ con cá dài dài ấy ạ. Không, dài 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 ngoằng á. Cá không, dài dài nhất ấy. Cá hố á. À cá hố. À. Cá hố, cá chim, cá mú đỏ đấy là gì? Vâng. Dạ, vâng. À. Chiều nay không? Dạ vâng, chiều nay có rồi. Dạ. Rồi cá. Dạ Sài Gòn ngày nay. Vâng. Cá này Tết có lên giá không chị? Bây giờ nó bán vậy, Tết có cá bán không? Lên giá. Tết không biết có cá bán không? Rồi, mọi người, cô mua cá chim trắng này. Đâu trời ơi, cá này bán đắt nè. Mấy cô đang mua này. Đấy, cô đang lựa dùm tư vấn cho khách con cá nào ngon nè. Rồi, thôi chào mấy cô nhá. Khu này bán cá này là hơi bị ẩm ướt. Cá, thịt, gà. Mọi người vừa bán hàng vừa ăn uống. Quay nhỏ nó đẹp, quay nó đi. Dạ. Cho lên trang bì. Quần áo. Quần áo rất nhiều nha các bạn. Đồ xuất khẩu 20.000.
70.000 cái đầm. Đây các bạn nhìn này, từ đầu này qua đầu kia đấy, thì đó, từ đầu chợ đến cuối này, mình nhìn rất là rõ nhé, không có người đi lựa đồ hay là mua sắm gì cả. Nói chung cảnh buôn bán thì ảm đạm. Đây chợ này giờ có cái khu nhà vệ sinh mới ở đây này, là chúng ta đi vô đây có trả phí. Rồi thôi, tới đây mình cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị khán giả đã theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay cũng mua được ít đồ. Chợ truyền thống thì thấy đa số là người lớn tuổi, người trẻ cũng có mà rất ít. Rồi hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.